Có một cái quán ốc vị rất là ngon ở Gò Vấp mà đối với riêng tôi, bày trí bắt mắt mà view sân bay ở đây đúng là đẹp nhất Gò Vấp không có nhân luôn đó trời ơi. Ta nói đi ngay buổi chiều đẹp trời, gió thổi hiu hiu từ tầng thượng với lại view nhìn về sân bay mà cũng là lúc mặt trời dần lặn xuống cho tôi một buổi chiều thực sự xuất sắc. Lâu lắm rồi mới bắt gặp lại khoảnh khắc này. Quán nằm ở trên tầng 2 và tầng thượng được decor đẹp mắt với lại phong cách Hội An. Phúc đặt bàn ở phía ngoài để ngắm máy bay bay đi bay về trước một bức tranh bao la rộng thoáng đẹp của sân bay. Giá ở đây thì chỉ trung bình từ 39 cho đến vài chục một món, đủ các món ốc quen thuộc với lại nhiều loại sốt. Chén vịt lộn xào me đậm đà trong cái chén nhỏ xíu xiu nhìn cưng ghê không? Mà cái trứng ốp me đúng cái kiểu trứng mà Phúc hay ăn. Menu nhiều món từ ốc hương, ốc mỡ, ốc giác, móng tay, ốc len, ốc gai, ốc tỏi, bù nhum nghêu hay là sò điệp với giá chỉ tầm vài chục một phần. Bào ngư nướng muối ớt thì cũng là một lựa chọn. Hay mấy bà gọi thử còi sò điệp sốt trứng muối đi, rồi chấm hay kẹp cùng với lại bánh mì đi. Có ngon giống như tôi đang cảm nhận không? Cái sốt trứng muối nó béo thơm vô cùng luôn. Cũng có thể chấm bánh mì với lại răng mực xào bơ mà cái vị đậm đà lắm nha. Mà nhỏ em nó khen hoài luôn. Trời lúc này tầm 5 giờ là cái lúc đẹp nhất. Phúc gọi một phần hầu ba vị, mỗi đứa 3 con, mỗi con 8.000. Mọi người có thể chọn nướng muối ớt, mỡ hành hoặc phô mai thì thêm 2.000 một con nữa nha. Menu còn có các món ăn chắc bụng như là cháo mì, cơm chiên, đậu hũ hay các món gọi hải sản ăn kèm cùng rau và các món lai rai trong không gian chiều đẹp nhất Gò Vấp hôm nay. Quán này có tên là Ốc Chiêu Gò Vấp, địa chỉ thì Phúc để trên màn hình nha. Một lưu ý nhỏ là quán chỉ mở cửa từ 4 giờ chiều và bán đến tối cho nên khung giờ đẹp nhất là từ 4 giờ cho đến 6 giờ nha. Và các bạn nên đặt bàn trước, chú giữ xe ở tầng trệt thì vui vẻ lắm nên xứng đáng được trải nghiệm nè.